Cha Tâm Linh qua đời ngày 6 tháng 8 năm 1221. Nhưng vào lúc đó, anh em lại không tha thiết nghĩ gì đến việc xin phong thánh cho ngài. Việc phong thánh chỉ được bàn đến khi di dời hài cốt của cha Đa Minh về ngôi mộ mới vào năm 1233, ngay sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Anh Roku, anh có thấy ngày nay dòng chúng ta xảy ra quá nhiều chuyện không? Phải, tôi cũng thấy giống anh đó. Anh Martin ơi, tôi cũng đang tự hỏi không biết Chúa đang muốn nói gì với dòng chúng ta. Đời mình là một khúc bộ. Anh đang nghe cái gì nghe mắc cười thế? Cái anh này, tôi hẹn có cái gì xa đâu mà mắc cười. Thì dòng chúng ta là dòng giải thuyết cơ mà. Tôi suốt ngày phải đi dạy, mà lại còn đi bộ chứ gì? Thì không phải đồ ăn, chứ là cái gì? Giờ đây ngân có hết được hả? Chuyện gì mà vẻ mặt của anh có vẻ đăm chiêu vậy? Thì anh ấy muốn nói về chuyện xảy ra đối với dòng chúng ta trong mấy ngày qua đó. Nhất là từ lúc thi ảnh của cha đang mới bốc lên mùi thơm, cả dòng người ta đang xôn xao mà anh có vẻ bình chân gì? Ra là mấy cái chuyện đó. Thật ra tôi cũng nghĩ đúng cái việc đó đó. Anh nghĩ gì? Thì tôi nghĩ sao chúng ta không xin đức giáo hoàng phong thánh cho cha em mình, vì ngài quả là một vị thánh mà, ngoài các sầu của cha chẳng phải tất cả anh em chúng ta đều cảm nhận được sao? Đặc biệt vừa rồi khi chúng ta chứng kiến một ngôi mộ tỏa mùi hương thơm, tôi đã nghĩ rằng ngài là một vị thánh tỏa hương thơm của Chúa Kitô. Ý kiến của anh thật là hay đó, kinh xe này. Đúng đó, chúng ta phải làm việc này thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với anh em trong nhà, thêm vào đó là ủy ban hành chánh thành phố đại học Bologna, đến tòa thánh để xin phong thánh cho cha em luôn. Anh Vincent, tôi thấy anh đúng là một người khôn ngoan lắm. Anh em dọn giảng thuyết cùng với ủy ban hành chánh thành phố và đại học Bologna đã cử một phái đoàn đại biểu đến gặp Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 9 để xin ngài mở một cuộc điều tra về cuộc đời cha Đa Minh. Ngoài ra, ở Bologna, các anh em Đa Minh đã chỉ định anh Philip Vasili làm cổ động viên vụ án phong thánh này. Anh đã quy tụ các chứng nhân biết về cha Đa Minh và chỉ dẫn kỹ lưỡng cho họ các thông tin cần thiết mà ủy ban điều tra đòi hỏi. Theo lời thỉnh cầu của cư dân Bologna, Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm 3 ủy viên hội đồng để khai mạc và chủ tọa toàn bộ tiến trình điều tra này. Xin chào mọi người, xin chào tất cả quý vị đang có mặt tại đây. Sau đây, tôi xin được giới thiệu các thành viên trong hội đồng điều tra phong thánh cho cha Đa Minh. Trước tiên, tôi xin trân trọng những người ngài Tên Quét, Tổng Phó tế Bologna. Kế đến là Thomas Ubandio, giám mục Imola, và sau cùng là tiến sĩ Bamario thuộc dòng thánh Âu Trinh. Và sau đây tôi xin tuyên bố được bắt đầu. Xin mời nhân chứng đầu tiên, cha bề trên Bonaventura Verona, bề trên cứ việc dòng anh em giải quyết tại Bologna. Con xin chào mọi người. Xin mời cha đặt tay lên sát thánh và về. Con là Bonaventura Verona. Con xin thề những gì con nói sau đây đều là sự thật. Xin mời cha làm chứng. Con xin làm chứng rằng cha Đa Minh là người yêu mến cầu nguyện. Lúc ở ngoài Covid, khi nghe thấy Thánh Chúa Linh cầu nguyện bên hoa cửa các đen viên, người liền tức giận và đánh thức anh em. Bằng sự phụng hiến thánh kèo, người đã đọc các giờ kinh thần một đêm và ngày theo các giờ ấn định, hầu không bỏ sót giờ nào. Khi phải lên đường sau giờ kinh tối, người vẫn giữ thinh lặng và yêu cầu các anh em cùng đi giữ thinh lặng như đang ở trong lưu vinh. Cha Đa Minh thường hiểu chay, liên tục từ lễ xuyên đông anh ghé cho đến lễ phục sinh. Cha thường xuyên thức suốt đêm, chìm đắm cầu nguyện trong dòng nước mắt tuôn trào. Con thường xuyên thấy cha Đa Minh trong nhà nguyện, vừa khóc vừa cầu nguyện, và thường mẹ người thiết đi vì vắng mệt mỏi. Vì nhiều lần thức khuya cầu nguyện nên cha thường gục thiết đặt bàn tay. Có lần vì muốn cha Đa Minh ngủ sớm, cha về trên vương viện yêu cầu cha Đa Minh nghỉ ngơi và thức dậy lúc giờ kinh đêm
nhưng cha không bằng lòng và đã vào nhà người và cầu nguyện suốt đêm. Xin cảm ơn anh. Mời anh ra. Xin cho mời nhân chứng thứ hai, cha William D. Monferrato. Con xin chào mọi người. Xin chào tất cả quý vị đang có mặt nơi đây. Mời cha đặt tay lên sát hẳn và thầy. Con xin được nói những gì mà con biết về cha đang gì. Con thường thấy cha đang nâng khóc. Ban đêm, cha thường làm chúng con rất và nguyên kiến lên siết của cha. Cha đã dành nhiều thời gian cho việc cầu nguyện hơn là đi ngủ. Khi ngủ, cha luôn mặc áo chồng và cài áo xòe, đeo chạy cả, thắt lưng và đi dạo. Người chẳng bao giờ ngủ trên giường mẹ, mà thường nằm ngủ trên đất hoặc ghế dạo, có lo thích cháu vào rừng ra. Xin cảm ơn hai nhân chứng. Sau đây, theo hậu ý của bộ thẩm đoàn, phiên tòa xin được giải lao trong ít phút. Xin chào, tôi tên Anizio Milan, bên trên tu viện Ba Chùa. Dạ, vâng, cha chính là một trong chín nhân chứng làm chứng cho cha đem minh, phải không ạ? Vâng. Thưa cha, con có một câu hỏi muốn hỏi cha. Theo con được biết, có một số lời đồn đoán cho rằng các nhân chứng đã làm theo lời dặn và sự hướng dẫn của cha Philip Vercelli. Sao? Ai đã đồn đoán thế? Tôi lấy danh dự của người Kitô Hữu và một vị linh mục. Tôi xin thề những điều tôi làm chứng đều do chính mắt tôi trông thấy khi còn ở với cha mình. Tôi thấy rằng ngày hôm nay mỗi khi nào cha mình luôn đã chỉ cho người cầu nguyện, người thằng cầu nguyện cho đêm đến nỗi người ta ít khi thấy người ngủ trên giường. Người luôn giữ được rằng trong mọi sự và phong thủ trước cho mình mẹ mình được học. Người tuân thủ tuyệt đối kỷ luật tu viện về cung viện trong nhà và những ở nơi khác. Ồ, con xin cảm ơn các bạn trẻ. Hy vọng câu trả lời của cha sẽ làm tay hết đi những lời của ngày hôm nay về lời thờ của cha mình. Ôi, con trẻ trẻ con đi xô, cha đi đâu đây? Chào chị, tôi đi làm chứng cho cha đam minh chứ còn đi đâu. Sắp đến lượt tôi làm chứng rồi, tôi phải vào ngay đây. Ồ, vậy thì ra cha cũng là người sống cùng thời với cha đam minh sao? Ừ, chứ còn sao nữa. Cha, con muốn hỏi cha thêm một câu hỏi nữa. Cái chị này, hỏi gì mà hỏi lắm thế? Nãy giờ hỏi bao nhiêu câu rồi? Nhanh cho tôi kịp vào. Cha ơi, những điều mà cha sắp làm chứng và cha đam minh á, có phải là do cha nhìn thấy không? Hay là cha nghe theo sự hướng dẫn của ai? Hay nhỉ, tất nhiên là do tôi chứng kiến tận mắt rồi. Cha đam minh của chúng tôi có thói quen lưu lại trong cung nguyện khi các anh em của người đã về phòng ngủ. Vì muốn biết cha đam minh làm gì trong nhà thờ, tôi thường ẩn mình lại và nghe cha đam minh cầu nguyện với Chúa trong tiếng nức nở nghẹn ngào và tiếng thở dài liên hồi. Khi đi trên đường, cha đam minh và tôi có lần gặp những cơn bão lớn và mưa như chút. Nước sông ngòi đều dâng cao, nhưng vì luôn vui tươi khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, cha đam minh đã ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa bằng việc lớn tiếng hát bài Mẹ là ngôi sao biển. Hát xong bài hát này, người lại cất lên bài khác Hãy đến, lại thánh thần đấng sáng tạo với giọng ca rõ ràng rõ ràng. Vậy nhé, tôi đi đây. Vâng, xin cảm ơn cha. Các bạn thân mến, các tin tức về vụ việc điều tra sẽ được chúng tôi tiếp tục đưa tin ngay sau phần quảng cáo. Mong các bạn đừng tắt tin đi nhé. Giờ thì giải lao kết thúc, phiên tòa cũng tiếp tục. Xin mời nhân chứng tiếp theo. Xin kính chào mọi thẩm đoàn. Con là tu sĩ Tevano, giám tỉnh dòng anh em giảng thuyết thuộc tỉnh dòng Lombardy. Con xin làm chứng rằng cha đàn mình rất biện trí và sốt sáng trong việc cầu nguyện hơn những anh em khác mà con đã từng biết. Sau khi các anh em kết thúc giờ kinh tối và những lời kinh thường này, cha đàn mình bảo họ đi ngủ. Còn cha thì luôn luôn ở lại trong nhà thờ để cầu nguyện.
Cha Đa Minh thường lưu lại cầu nguyện cho đến giờ kinh đêm. Tuy nhiên, người vẫn tiếp tục ở lại tham dự giờ kinh đêm và đi qua đi lại để thúc đẩy và khuyến khích anh em hát nhiệt tình và đúng dạy. Chúng tôi xin nhận lời chứng của cha. Xin mời nhân chứng số 9 cũng là nhân chứng cuối cùng trong phiên tòa hôm nay. Kính thưa Bồi Thẩm Đoàn, con xin được làm chứng cho cha Đa Minh. Con xin thề những lời con nói sau đây là hoàn toàn đúng sự thật, không thêm thắt, không bịa đặt. Khi còn ở với cha Đa Minh, con thấy những lúc cha Đa Minh cầu nguyện suốt đêm, những lời thỉnh cầu của người được kèm theo những tiếng rên rỉ và những giọt nước mắt. Người cũng khóc khi rao giảng cho anh em. Thường anh em cũng bị cảm động đến ứa nước mắt từ mẫu gương của người. Ngoài ra, cha Đa Minh cũng tuân giữ luật dòng một cách nghiêm túc, hoàn hảo và mong muốn rằng các anh em cũng tuân giữ như vậy. Nhưng thỉnh thoảng thấy anh em vi phạm luật dòng, người trừng phạt họ bằng sự ôn hòa tuyệt vời và nói với họ một cách thân ái. Không một ai chống đối người, mặc dù việc sám hối này xem ra khắt khe. Qua những lời của các nhân chứng, chúng tôi xin ghi nhận để điều tra và sẽ trình lên Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 9 khả kính. Hy vọng sẽ có kết quả sớm nhất. Tôi tuyên bố phiên tòa kết thúc. Sau khi phiên tòa tại Bologna kết thúc, thì vào ngày 6 tháng 8 năm 1233, phiên tòa thứ hai lại được mở ra tại Toulouse với thêm nhiều nhân chứng khác nữa. Từ những lời chứng thu thập được, nên trong buổi thảo luận với các hồng y về việc phong thánh cho cha Đa Minh, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 9 đã tuyên bố rằng không ai ngạc nhiên gì về sự thánh thiện của Đa Minh, đáng nêu gương cho mọi người như sự thánh thiện của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Và đúng vào ngày 13 tháng 7 năm 1234, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 9 đã tuyên dương Ngài lên bậc hiền thánh.